18. Pháp môn niệm Phật đơn giản, dễ thực hành. Thuở nhỏ ở nhà khoảng 14 tuổi, tôi đã tự mình niệm Phật. Nhân đọc được quyển Tây Phương Trực Chỉ, thấy có nói hễ niệm Phật 300.000 câu thì được giảng sanh Cực Lạc. Tôi tin làm theo. Tôi lấy quyển sách quảng cáo thuốc của anh tôi làm chủ tiệm thuốc Bắc, đem về đặt trên gối ở đầu giường, cứ mở sách ra rồi niệm Phật. Niệm được 100 câu Phật thì lật một tờ. Mọi người trong nhà tưởng tôi đọc truyện, bởi người ta có in kèm truyện trong sách. Tôi niệm Phật lén như vậy, không ai hay biết. Nhưng vô chùa không được, vì thời gian đó chùa lúc nào cũng tối om, tượng thì ông nào cũng đội khăn đỏ trên đầu, chỉ có một đốm sáng nơi lỗ mũi mà thôi. Ngoài đường thì có một ông thầy đi trước, thằng nhỏ theo sau, đầu đội cái thúng, trong đó để chuông mỏ, tượng Phật và giấy tiền vàng mã để đốt. Tôi chỉ nghĩ, tu hành gì kỳ lạ vậy? Cho đến năm 21 tuổi, tôi bỏ nhà lên núi Cấm, xuất gia tu học tại chùa Vạn Linh. Trong vòng 2 tháng, tôi thuộc lòng mấy thời công phu trong chùa. Tôi vì không có áo dài mặc lễ Phật, sao có một Phật tử phát tâm cúng 4 thước vải nâu, nhưng họ yêu cầu tôi tụng 60 biến kinh Phổ Môn. Mấy huynh đệ thấy tôi không có áo dài mặc nên bảo tôi tụng, do đó mà tôi thuộc lòng phẩm Phổ Môn đầu tiên. Xét lại từ trước đến giờ, tôi luôn lấy pháp môn niệm Phật trọn đời tu hành và hướng dẫn mấy huynh đệ. Pháp môn trì danh niệm Phật đơn giản lắm. Trước hết, luôn luôn phải có lòng tin. Tin ở nơi lời giới thiệu của Đức Phật Thích Ca về thế giới Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà là chân thật. Tin vào y báo, chánh báo của cõi nước ấy, vì đó là chỗ mà tất cả chúng sanh và các bậc thánh đều phải nên về. Có thể đưa mình đến quả vị Bồ Tát, thành Phật, không bị ngưng trệ hoặc thối lui. Tiếp theo là tin ở nơi pháp tu mà Đức Phật Thích Ca đã dạy. Niệm Phật nhất định vãng sanh Cực Lạc, không nghi ngờ. Đã sanh lòng tin thì phải ưa muốn được về Cực Lạc. Đó gọi là phát nguyện, là mục đích của sự tu hành. Chỉ luôn mong muốn được về tịnh độ để chấm dứt sanh tử luân hồi, thành Phật độ chúng sanh. Cho nên sau mỗi thời niệm Phật đều phải tha thiết phát nguyện, cho đến làm mọi việc lành cũng hồi hướng về Cực Lạc. Tính, nguyện đã có, kế đến là hạnh, là sự thực hành. Cũng như người muốn tới nơi nào thì nhất định phải cất bước đi. Có nhiều cách, song phương pháp trì danh là đơn giản nhất. Bởi theo danh tự mà niệm thì dễ, còn quán tưởng thì trí lực của người rất khó đến. Trong khi trì danh thì mọi căn cơ, mọi tầng lớp trong xã hội đều có thể thực hành. Quý huynh đệ thấy, nếu quán về 32 tướng tốt của Phật, ngay như tướng lông trắng giữa chặn mày của Đức Phật A Di Đà thôi cũng đã lớn bằng 5 hòn núi Tu Di, như vậy thì làm sao nghĩ tới. Ở đây ánh sáng lại tỏa ra khắp 10 phương, còn cặp mắt của Ngài thì bằng 4 đại hải. Đại hải đó không phải như biển ở đây, biển ở đây so ra chỉ là một cái cù lao mà thôi, vậy thì quán tưởng sao nổi. Giả lại, tướng lông trắng của bất kỳ vị Phật nào cũng đều đụng tới gót. Theo kinh, bề cao của thân Phật A Di Đà là 60 muôn ức na do tha số cát sông Hằng. Thử nghĩ, sông Hằng có bao nhiêu hột cát, bao nhiêu do tuần. Do đó, tướng lông trắng của Phật A Di Đà xoắn tròn lại thì lớn bằng 5 hòn núi Tu Di. Đó không phải là cách nói tượng trưng đâu, mà Phật Thích Ca nói đúng thật như vậy. Nếu chỉ quán tưởng thân Ngài cao như tượng mình thờ thì không chính xác. Còn nếu quán thật tướng chân như lại càng khó hơn nữa. Dù cũng có người làm được, nhưng chỉ là bậc hiền thánh hiện thân. Do vậy, trì danh được xem là dễ thực hành nhất,
mọi căn cơ đều ứng dụng được. Mình đang đi bộ hay đi trên xe, niệm Phật cũng được. Mình đang đứng ngắm cảnh cũng niệm được. Mình đang ngồi làm việc cũng niệm được. Và khi mỏi mệt quá nằm niệm cũng được. Chỉ trừ lúc nói chuyện là không niệm được thôi. Ở chỗ sạch sẽ trang nghiêm thì niệm thầm hoặc ra tiếng đều được. Riêng những chỗ không sạch sẽ hoặc khi nằm ngủ thì chỉ nên niệm thầm. Nếu niệm ra tiếng thì thiếu sự tôn kính. Khi niệm Phật thì tâm và tiếng phải hiệp khắng nhau. Đây là điều cốt yếu. Nghĩa là tâm phải duyên theo tiếng, tiếng phải ở trong tâm. Đừng để nó sao lãng theo một tiếng gì khác. Hễ nó rời xa thì phải kéo nó trở lại. Nói cho dễ hiểu hơn, miệng niệm Phật rành rẽ rõ ràng, tai nghe lấy tiếng niệm Phật của chính mình cho rành rẽ rõ ràng. Cần phải chuyên cần, phải đều đặn, phải tinh tấn. Khi đã đắc lực thì tự nhiên trong tâm mình tự nổi lên tiếng niệm Phật mà mình không cần đề khởi, không cần nghĩ đến mà nó vẫn tự niệm. Lúc đầu thì lúc được lúc mất, nhưng càng cố gắng thì được nhiều mất ít. Cho đến khi không còn gián đoạn nữa thì gọi là niệm lực tương tục. Và như vậy mới đúng nghĩa chấp trì danh hiệu. Đó là nhân của niệm Phật tam muội. Được vậy thì sự giảng sanh mới đảm bảo. Gần đây có nhiều vị lên thuyết giảng cho rằng Kinh A Di Đà không phải của Phật nói mà người sao tự đặt ra. Tôi khẳng định, nói sai lời Phật là ma nói. Mấy huynh đệ có trách nhiệm phải dẫn dắt mọi người đi đúng hướng, đúng đường lối như Phật đã dạy, không nên tự theo ý riêng của mình. Người niệm Phật hiện tại tâm chuyên chú theo nơi danh hiệu Phật thì không nghĩ nhớ về quá khứ, không nghĩ nhớ về tương lai, an trụ nơi một câu A Di Đà Phật. Như vậy là đang tập định, tâm sẽ bớt dần phiền não vọng tưởng, ngoại cảnh không chi phối được, tức là không khác với pháp tu thiền. Chỉ có khác ở chỗ, người tu niệm Phật đã hết sức tinh tấn tu hành, nhưng cái chết chợt đến thì nương vào sức tín nguyện hạnh lúc bình thường huân tập và sức mạnh đại nguyện tiếp dẫn của Đức Phật A Di Đà giảng sanh cực lạc. Hễ một khi giảng sanh thì chấm dứt sanh tử luân hồi, tiến thẳng đến quả vị Phật. Khi tôi dịch các kinh điển Đại Thừa, nhận thấy đều có nói đến cõi nước cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Như trong Kinh Hoa Nghiêm, ngay cả các vị Đại Bồ Tát còn phát nguyện giảng sanh tịnh độ. Bởi vì cảnh duyên ở cõi đó đâu có nơi nào sánh bằng. Vậy nên tôi khuyên tất cả các huynh đệ, ai nấy cũng đều chuyên tâm niệm Phật, tinh tấn tu hành. 19. Niệm Phật là con đường thoát khổ. Vừa rồi, Hoàng Tri có ra thư với tôi việc tổ chức lễ tang cho Hòa Thượng Thiện Pháp vừa viên tịch. Thế nên tôi có mấy lời nhắc nhở tất cả huynh đệ. Nghiệp lực của chúng sanh khó nói được lắm. Mọi người sanh ra trong cõi này đều có vô số nghiệp lực đeo theo, do mình đã tạo ra từ nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ tích tụ lại, và nó sẽ tùy duyên mà phát ra quả báo. Cõi này là cõi khổ, nên dĩ nhiên phần nhiều đều là quả khổ do chúng ta gây nhân tội lỗi mà sanh ra. Trong Kinh Phổ Hiền nói, nếu ác nghiệp chúng sanh đã tạo mà có hình tướng, thì khắp cõi hư không chẳng thể đựng chứa hết được. Những nghiệp ác này chỉ có tu hành theo pháp Phật mới có thể giảm thiểu lần lần, và chỉ khi nào dứt hẳn không còn mảy tơ thì chủng tử ác mới thật sự được dứt sạch. Người thời nay tu hành cho sạch nghiệp được giải thoát thật là khó. Do vậy, Đức Phật đã vì lòng từ bi mà nói ra pháp môn niệm Phật, cầu sanh cực lạc, đới nghiệp giảng sanh. Nghĩa là mang cả khối nghiệp mà hư không chẳng thể đựng chứa hết được này, sanh về cõi nước của Phật A Di Đà thì an toàn, bảo đảm không phát ra quả báo khổ để phải chịu. Vì cõi ấy không có duyên phát khởi, nên những chủng tử xấu không kết thành quả báo xấu,
rồi do công năng tu hành mà những nghiệp dư ấy dần dần tiêu trừ cho đến không còn nữa. Còn ở cõi này, ngay như thân cuối cùng để thành Phật của Đức Thích Ca cũng còn phải chịu những dư báo xấu sót lại, như bị kim đâm, ăn lúa ngựa, huống là những bậc thấp hơn, nói gì đến chúng ta là hàng phàm phu nghiệp lực dẫy đầy. Người đời nay trong khi tu hành rất dễ sa vào nghiệp tăng thượng mạng, xem kinh thấy có chút gì hiểu biết rồi cứ tưởng mình là đã được, mình là người cứu độ chúng sanh. Như đọc trong kinh Kim Cang có câu: ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, rồi nghĩ tới ngẫm lui rất là đắc ý, tưởng rằng mình đã được đến chỗ như trong kinh nói. Nhưng không ngờ được vậy, không những là Bồ Tát mà phải là bậc đại Bồ Tát. Còn chúng là phàm phu ăn dơ, lúc tiêu hóa phải thải ra cặn bã mà chính mình còn không chịu nổi. Trong kinh Duy Ma Cật nói, khi ngài Duy Ma đi xin cơm ở nước chúng hương của Phật Hương Tích để cúng dường chúng hội, mọi người ăn vào đều được nhẹ nhàng sảng khoái. Ngài Xá Lợi Phất có bạch Phật: cơm ấy chừng nào mới tiêu? Đức Phật dạy: nếu người ăn vào mà được tăng thượng quả chứng, từ quả vị này bước qua quả vị khác thì cơm ấy sẽ tiêu. Còn như bình thường thì thế lực của nó được trong 7 ngày. Nghĩa là trong 7 ngày người ấy không thấy đói mà vẫn nhẹ nhàng sảng khoái. Và khi tiêu hủy hết sẽ tan thành hơi thơm mà ra ngoài, không có cặn bã. Cũng vậy, ở cõi nước Cực Lạc, tưởng ăn thì thức ăn hiện ra, rồi mình cứ tưởng như đã ăn, chứ thật ra không có ăn, nhưng vẫn cảm thấy no đủ nhẹ nhàng. Trong kinh A Di Đà đã diễn tả ở Cực Lạc, ngày đêm sáu thời rưới hoa trời Mạn Đà La, hoa ấy sẽ tự tan biến rồi rưới hoa mới, không còn cặn bã. Nếu không như vậy thì hoa mới chồng lên hoa cũ, mỗi ngày một cao lên không biết đến đâu. Đó chính là quả báo thù thắng. Chúng sanh ở cõi ta bà nghiệp lực sâu dày, thứ gì cũng có cặn bã. Nói như thế để chúng ta luôn nhớ mình là phàm phu sanh tử, là chúng sanh nghiệp lực dẫy đầy. Nhiều khi mình quên mình cũng là chúng sanh, cứ nghĩ mình là bậc này bậc nọ đang cứu độ chúng sanh thì thật là sai lầm. Vì thế, tôi mỗi khi tụng kinh niệm Phật đều hồi hướng cho tất cả chúng sanh và nghĩ mình cũng là người được hồi hướng, chứ không nghĩ mình là người đang hồi hướng. Qua việc này, tôi khuyên nhắc các huynh đệ cố gắng tu hành, bớt việc ngoài, dành nhiều thời gian để tụng kinh niệm Phật. Phải chí thành tha thiết thì nghiệp lực nhiều đời mới nhẹ bớt, và chỉ có sanh về Cực Lạc mới có thể mang được dư nghiệp mà tiến tu đến ngày thành Phật. 20. Hóa giải nghiệp đời trước. Con người khi sanh ra trên cõi đời này đã mang theo nghiệp nhân của đời trước, lúc lớn lên lại gây tạo thêm nghiệp mới. Nghiệp nhân cũ cộng với nghiệp nhân mới nên nó chi phối cuộc đời còn lại, cận tử nghiệp của mỗi người. Nếu mang bệnh mà do nghiệp nhân mới sanh ra thì dùng thuốc điều trị sẽ hết. Còn bệnh mà do nghiệp nhân cũ sanh thì điều trị khó lành, chỉ nhờ nơi pháp của Phật mới hóa giải được. Chính yếu ở chỗ tu tập chánh niệm, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới, niệm Thiên. Niệm Phật thì có chư Phật mười phương, trong đó có Đức Phật A Di Đà với 48 đại nguyện tiếp độ chúng sanh. Niệm Pháp thì tụng kinh là phổ thông hơn hết, ngoài ra còn có thể trì chú hoặc tham thiền. Niệm Tăng thì niệm danh hiệu chư Bồ Tát và công hạnh của các ngài. Niệm Thí là pháp đứng đầu trong lục độ, có bố thí mới trừ tham lam, bỏng sẻn và làm duyên độ sanh dễ nhất. Niệm Giới là nhớ nghĩ và giữ gìn các giới luật mình đã thọ. Trong giới có ba tụ: nhiếp luật nghi giới, nhiếp thiện pháp giới, nhiêu ích hữu tình giới.
nhiếp luật nghi thì dễ nhận diện, nhưng nhiếp thiện pháp giới và nhiêu ích hữu tình thì phải phân biệt cho rõ ràng. Bởi vì lợi mình, lợi người mới gọi là thiện, mà lợi người thì là lợi ích chúng sanh. Phần đông ở đây chưa ai đạt đến nhiếp thiện pháp giới và nhiêu ích hữu tình, mà chỉ ở nhiếp luật nghi mà thôi. Chỉ khi nào đạt được tam luân không tịch mới gọi là nhiếp thiện pháp giới. Nghĩa là không thấy người giữ giới, không thấy giới để giữ, không thấy quả báo của việc giữ giới. Niệm thiên là luôn nhớ 10 nghiệp lành: không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không nói lời ác, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời thêu dệt, không tham, không sân, không si. Có nghĩ nhớ thì mới thực hành. Nếu có được chánh niệm như thế, thì những bệnh do nghiệp nhân đời trước gây ra có thể được tiêu trừ hoặc giảm bớt. Nhớ lại lúc mới đến chùa Vạn Linh núi Cấm xin xuất gia, Hòa thượng Khai Sơn đã nói: nghiệp nhân đời trước của tôi đã từng tu làm hòa thượng, vì mắt hay nhìn con gái nên đời nay bị bệnh suốt đời. Xét lại không sai, tôi bị đau mắt từ lâu và rất nặng, chữa trị nhiều nơi cũng không khỏi. Đến năm 1988, gần như hết thấy được. Biết đây là do nghiệp nhân đời trước của mình gây nên, do vậy mà lúc nào nhất cử nhất động đều giữ gìn chánh niệm, luôn luôn niệm Phật, lúc rảnh thì tụng kinh. Cơ bản thường tụng kinh A Di Đà, kinh Kim Cang, kinh Phổ Hiền Hạnh Nguyện và phẩm phương tiện trong kinh Pháp Hoa. Mỗi ngày ít nhất là một biến các kinh trên, không dám bỏ sót. Nhờ đó mà tập quen thành tánh nên khởi niệm rất dễ, chỉ khi nào tiếp khách nói chuyện là không niệm được thôi. Do sự hành trì như thế nên năm 2001, sau cuộc giải phẫu, mắt tôi đã sáng và thậm chí tốt hơn người bình thường ở tuổi đó. Cho đến nay 90 tuổi, tôi vẫn giữ vững thời khóa tu niệm không bỏ. Nhân sự việc thầy Hoàng Nhuận qua đời vì bệnh xuất huyết não, tôi nhắc nhở mấy huynh đệ luôn nhớ vô thường mau chấm, tinh tấn tu hành. Mỗi người phải tự lo cho mình, đừng để quả báo đến rồi đành chịu, theo nghiệp mà trôi lăn trong dòng sanh tử luân hồi. 21. Gắng sức tu hành. Ba tạng 12 bộ kinh không ngoài giới, định, huệ. Tất cả các sách tịnh độ đều chỉ rõ tín, nguyện, hạnh. Năm Ất Mùi 1955, tôi có soạn bài kệ niệm Phật cho chư liên hữu, đến nay đã trải qua hơn 40 năm. Từ trên đọc xuống, trong 4 câu đầu quan trọng ở chỗ tâm tiến hiệp kháng nhau. Nghĩa là lúc niệm Phật, tâm phải trụ nơi tiến, tiến phải nằm trong tâm. Công phu luyện tập để được như câu trên không phải là việc dễ dàng, cố gắng lắm mới được. Ngồi lại niệm Phật thì vọng tưởng lăng xăng, suy nghĩ miên man, hết nghĩ đông rồi nghĩ tây. Nhưng mấy huynh đệ đừng thấy vậy rồi lo sợ, đừng nghĩ rằng mình tu không thấy tiến bộ. Vọng tưởng có khởi, lúc niệm Phật biết rõ ràng, một lòng nghe lấy tiếng mình niệm thì nó tự tiêu, không cần phải đè ép. Bởi vì bản chất của vọng tưởng là hư dối không thật có, khởi lên rồi tự mất. Cho nên mình chỉ cần nắm chặt nghe lấy danh hiệu Phật, lâu dần thuần thục, nhờ sức tu niệm mạnh mẽ, vọng tưởng sẽ bớt dần đi. Ngay nơi điểm đầu tiên này, phải thiết thực hành trì cho được. Đừng có lo nhất tâm hay không nhất tâm. Nhưng chắc chắn thì quả sẽ không sai, cho đến tụng kinh trì chú vân vân, cốt yếu vẫn như vậy. Người tu niệm Phật khi đã định thời khóa thì phải giữ cho vững. Nếu có việc mà bỏ, trong lòng phải cảm thấy day dứt rồi tiếp tục đi niệm Phật, có thế dần dần mới tiến được. Còn dễ dàng bỏ trôi,
chính là buông trôi chính mình. Thời gian qua mau lắm, nên tận dụng tu hành. Ngoài thời khóa quy định ra, hãy rảnh lúc nào niệm Phật ngay lúc ấy, đừng bỏ phí. Nằm võng vẫn niệm Phật, lặt rau, đi đường cũng niệm được. Tập dần thành thói quen. Đã thành thói quen sẽ có sức mạnh dẫn dắt mình. Thói quen niệm Phật dẫn mình đến chỗ an định sáng suốt, đến thế giới cực lạc. Lúc tôi còn dịch kinh, ngày nào cũng ngồi viết cả buổi, nên một ngày chỉ có một thời tụng kinh Kim Cang và phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện. Bây giờ không còn phiên dịch nữa, nên tăng lên hai thời. Niệm Phật thì luôn luôn. Lúc còn dạy ở chùa Huệ Nghiêm, nếu đi từ chùa Giảng Đức, Thủ Đức đến chùa Huệ Nghiêm, Bình Chánh, hễ lên xe, tôi ít nói chuyện lắm, dành thời gian tụng kinh. Tụng được một biến kinh Kim Cang và phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện. Chúng ta tu niệm Phật, tâm trụ nơi danh hiệu Phật, không để xen tạp. Phải nhớ, đó là đang tập định chứ chưa được định. Nhưng hễ có tập thì chắc chắn sẽ được kết quả. Trong kinh gọi là nhất tâm bất loạn, chánh định niệm Phật. Hễ có định thì sẽ có huệ, huệ này do định mà có. Ví như con đường tuy xa, nếu chúng ta chịu đi thì chắc chắn sẽ về đến nhà. Chỉ sợ mình không chịu đi mà thôi. Các huynh đệ nên nhớ, mình tu cũng giống như người tập bơi. Mới tập thì phải lựa chỗ bớt sóng bớt gió để tập lội tập lặn. Sau này bơi giỏi rồi, có ra sông ra biển mới không bị chìm. Phải nhớ kỹ mới được. Đức Phật còn phải tự giác rồi mới giác tha, giác hạnh viên mãn. Bồ Tát là bậc bi tâm cũng không ngoài tự giác trước. Có nhiều người tu thường cho rằng độ chúng sanh, nhưng quên rằng mình vẫn còn là chúng sanh, làm sao độ chúng sanh được. Kinh Duy Ma Cật nói, kẻ bị trói không thể nào cởi trói cho người khác. Vì vậy, trước phải tự cứu mình, sau mới cứu người. Nhưng chúng ta cũng không ngại đem pháp môn tịnh độ khuyên người cùng tu. Phải nên dạy họ ăn chay, không sát hại sanh mạng, thực hành phóng sanh. Vì Đức Phật A Di Đà lập nguyện tiếp dẫn giảng sanh cũng phát xuất bởi tâm từ bi. Có như vậy mới cùng Phật tương ưng. Nhận ra được nghĩa trên mới không khỏi nghi ngờ. Vì sao nơi phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện, các bậc Đại Bồ Tát vẫn còn phát nguyện cầu sanh cực lạc? Bồ Tát do chưa phá sạch căn bản vô minh, nên vẫn còn thân, cảnh, tức y báo, chánh báo. Trong khi đó, cõi cực lạc, y, chánh đều thù thắng trang nghiêm, nên Bồ Tát nguyện giảng sanh được ở thượng phẩm để mau thành Phật. Chúng ta thấy, Bồ Tát còn nguyện sanh về cực lạc, huống chi mình là phàm phu. Mấy huynh đệ nên nhớ điều này. Thông minh hiểu biết nhiều, coi chừng không bằng ông già bà lão ăn chay niệm Phật. Chuyện cây tùng bách tán, thị giả Hoàng Luân. Năm 1964, sư ông có trồng hai cây tùng bách tán hai bên điện Quán Âm phía trước thất của ngài. Cây tùng bên phải từ ngoài nhìn vào cao khoảng 20 mét, đứng nghiêng về phía lầu của sư ông, nên khi lợp mái nhà có cắt một khoảng bao quanh thân cây tùng. Vào khoảng tháng 5 năm Canh Dần 2010 thì cây này có dấu hiệu bị khô nhánh lần lần. Đến tháng 6 âm lịch thì các nhánh bị khô hoàn toàn, không còn hy vọng như cây bên trái, chỉ chết phân nửa rồi lên lại. Thầy thi sự có bảo tôi, thị giả Hoàng Luân, lên thưa sư ông đốn để sợ nguy hiểm. Nếu có đốn cũng phải đốn từ khúc rồi thòng dây chuyền xuống, chứ chung quanh cây tùng rất nhiều chướng ngại. Sư ông dạy, không được đốn, cứ để tự nhiên như thế. Sư ông còn nhắc lại, không ai được phép đốn.
Đến tối ngày mùng 10 tháng 6 âm lịch, một sự kỳ lạ đã xảy ra. Tôi đang nằm ngủ trên nền gạch phòng khách phía ngoài phòng ngủ của sư ông, hướng về khung cửa sổ tròn nhìn ra cây tùng đó. Bỗng nghe có tiếng động nên tôi thức dậy nhìn đồng hồ, mới có 0:15. 5 phút sau thì thấy một đường ánh sáng và những tiếng động lớn phía trên. Tôi cứ nghĩ là tiếng trời gầm, sấm. Nhưng nghe lại thì tiếng phát ra từ mái nhà trên lầu, như có nhiều người đi trên đó. Và đến 0:25 thì không còn nghe tiếng gì nữa. Định ngủ lại thì thấy sư ông đã thức. Tôi nghĩ nên thưa lại việc vừa xảy ra, nhưng ngại rằng sư ông bận tâm nên thôi, và tôi đi nghỉ. Đến 3:30 xuống sân thì thấy cây tùng đã ngã. Dưới lầu sư ông có thầy Hoàng Khởi đã 70 tuổi, nghỉ trong phòng chỗ cây sa la gần cây tùng. Thầy cho biết không nghe tiếng cây ngã, nhưng kể lại rằng vào lúc nửa đêm, thầy thấy một đường ánh sáng rất lạ từ nơi cây sa la, chỗ cửa sổ tròn mà sư ông thường ngồi uống thuốc tam tài và nhìn bông sa la mỗi buổi sáng. Thầy tưởng là chập điện trên sư ông nên đẩy cửa ra ngoài xem, nhưng không thể nào được mặc dù cửa không khóa. Thầy chỉ niệm được 2 câu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát rồi ngất đi. Khoảng 1:30 sau mới tỉnh lại thì sự việc đã xong. Đi ra ngoài thì thấy cây tùng đã ngã một cách kỳ lạ. Nếu ai đã từng nhìn qua tư thế cây tùng ngã thì không thể nào lý giải được nó ngã như thế nào. Vào thời điểm đó trời đứng gió, cây đang trong tư thế dựa vào nhà, nhánh lá thì khô, nếu có gió lớn cũng chưa chắc đẩy ra khỏi mái nhà được, huống nữa là ngã ra phía trước. Trong khi đó, cây ngã ra ngoài cũng đã là một chuyện lạ. Và nếu ngã thẳng ra ngoài với chiều dài 20 mét thì vướng những cây ở phía trước. Và nếu có rớt xuống được thì ngọn gần đụng vách niệm Phật đường. Đằng này một điều lạ nữa là khi ngã xuống, cây gãy làm 2 khúc. Chỗ gãy cách gốc khoảng 3 mét, dấu gãy cũng rất bằng. Và gãy như vậy, thay vì 2 mặt gãy nó nằm gần nhau, và nếu có cách ra cũng chừng 5 tấc, 1 mét hoặc 2 mét, nhưng 2 mặt gãy phải đối nhau. Nhưng lạ một điều là đầu của phần trên được đưa ra ngoài rất xa, gần bậc thềm của sân, rồi đưa cái ngọn trở vào lại điện Quán Âm rất thẳng theo phần gốc, và cuối phần ngọn gần đụng vách phòng khách dưới, ngọn cong đỉnh lên rất đẹp. Chung quanh chỗ cây ngã, chướng ngại vật rất nhiều, mà cây ngã rất êm, không gãy nhánh, rụng lá, thậm chí một đường dây điện đi dọc theo hướng cây gãy cũng không hề hấn gì. Và một cây to như thế, dài như thế, ngã rất êm, không gây tiếng động lớn. Đây quả là một việc rất kỳ lạ, sức người không thể làm được. Do đức độ của Hòa Thượng mà cảm đến chư hộ Pháp, dùng thần lực mới tạo ra được một tư thế như vậy. Nếu leo lên cây đốn từng khúc đưa xuống thì quả là nguy hiểm, vì cây đã mục mà lại rất cao. Đọc trong tự truyện Ngài Hư Dân cũng có một chuyện tương tự như thế. Những bậc cao tăng thường có chư hộ Pháp theo ủng hộ. Xin ghi lại việc này để làm tăng thêm lòng tin cho mọi người.